là chữ the hay là chữ for đúng không? Việc đầu tiên là weather này đúng không? Sunbathe là âm gì? Âm thờ đúng không? Từ thứ hai là gì? Rest cũng là âm thờ đúng không? Và oversee cũng là âm thờ, như vậy đáp án sẽ là gì? A đúng không? Cái này thì khá là dễ rồi. Rồi. Tiếp câu số 2. À đâu, nhầm nhầm nhầm. Để đáp án lấy được, sẽ đáp án đi chứ cô đã nhầm. Oversee là âm thờ, wear the, sunbathe đúng không? Read the và obey, oversee là đáp án D, nói nhầm, đáp án đi. Số 2 nhá. D cô nào. Đọc là sunbathe, read the đúng không? Và obey âm thờ. Tiếp số 2 này, từ đầu tiên đọc là gì? Q là âm gì? E đúng không? Teach cũng là âm gì? E, break là âm E, A đúng không? Và clean là âm C. Rồi, tiếp số 3 này, từ đầu tiên của mình là gì đấy? À, đọc là gì? À, ok, đầu tiên là digest, trọng âm rơi vào âm số mấy đấy? Cái này nó có hai, một là sa mạc, hai là cái bữa tráng miệng ấy. Thì nếu mà nó có hai cái đọc, một là digest hay là digest thì mình sẽ để nó cuối cùng. Cái từ tiếp theo là gì đấy ạ? Common âm một với đọc là com đúng không? Tiếp sample âm một vẫn là gì? Sam. Nhưng hotel thì thường con nghĩ là hotel sẽ là trọng âm dưới âm một, nhưng mà không, đây là từ rất đặc biệt chứ không phải tự nhiên nó cho một câu dễ như vậy đâu. Nó sẽ là hotel, nó là từ tell cơ đấy. Nó sẽ là C nhá. Câu tưởng là dễ nhưng mà không dễ thì nào đúng không? Trông từ rất là đơn giản nhưng nó sẽ tìm những trường hợp đặc biệt, vì thường thường là danh từ mà có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm số 1. Dare just có hai âm tiết đúng không? Dare just âm 1 và dare. Common âm 1 và com. Sample âm 1 và sam. Lẽ ra hotel nó cũng là danh từ đúng không? Thì nó cũng phải rơi vào từ hô, nhưng nó là trường hợp đặc biệt thì mình phải nhớ. Tiếp để ý là số 4 nhá. Từ đầu tiên là gì? Customer. Thế đọc là cast thì nó sẽ là âm ấy. Âm 1, customer đúng không? Từ thứ hai là gì? Stationary đúng không ạ? Stationary thì là âm ấy đây. Stationary đúng không? Âm ấy âm một chữ đúng rồi. Tiếp furniture cũng là âm một nha. Và deliver, cái quy tắc của mình là nếu mà đe mà đọc là đi thì trọng âm sẽ rơi vào sau nó, thì nó sẽ là deliver. Vậy đáp án sẽ là đáp án đi. Đấy, nhớ là đe mà đọc là đi, trọng âm rơi vào sau nó. Tiếp số 5 thì đấy quá là dễ đấy, cái từ bài rồi thấy không? Cứ từ bài thì nó sẽ rút gọn luôn, nó sẽ phải là bị động, và bị động thì dùng cái gì? Phần từ hai đúng không? Đáp án sẽ là C. Thế thôi, back. Từ tiếp theo ở đây số 6 mình khoanh từ gian. Thì có gian phải so sánh hơn. So sánh hơn thì chỉ có hai đáp án là B và D đúng thôi. Nhưng mà từ delicious nó là tính từ dài, không ai dùng thêm đuôi ER cả, đúng không? Thì vậy đáp án sẽ là B, more delicious. Câu số 7 mình có từ will. Từ will của chúng ta là tương lai, thì tương lai phải đi hiện tại thôi. Trong số 4 đáp án này thì đáp án nào mà động từ là hiện tại? Ấy, đúng rồi, đáp án đây. Câu số 8 này, different thì đương nhiên đi với từ from, đúng không? Câu này không thể sai được. Câu số 9 này, this book thì mình sẽ dùng đổi thành they vì nó là số nhiều. Và trên đề bài nó là phủ định thì bên dưới nó là khẳng định, đúng không? Đáp án C. Nhớ nhá, đây là từ gì chứ không phải từ they. Nếu từ they thì bị nhầm đúng không? À, biết ngay rồi. Đi thi thì bao giờ nó sẽ có một câu như này thì mình phải chú ý, nó chỉ có một câu thôi, mình phải nhớ. Tiếp số 10, only, only chỉ dùng từ giờ thôi, chắc chắn rồi. Chỉ có giờ thôi, đàn bị. Luôn luôn là như vậy nha. Nào vậy, vì only. Rồi, câu tiếp theo, câu số 11. Câu 11 của chúng ta ở đây là người ta nói là gì? Những cái người Mỹ thì người ta tin vào cái tình yêu gọi là romantic của một cuộc hôn nhân, tức là rất là lãng mạn. Tức là khi một cậu con trai và một cô con gái nó thu hút lẫn nhau, yêu nhau và quyết định cưới nhau. Thế thì the love chỉ là yêu thôi. Nhưng mình thấy là cái từ A đằng trước tức là phải là bị động, phải là được bị cuốn hút bởi nhau. Thế gọi là attracted. Đấy, nó là objective. Rồi, câu số 12. Break in của chúng ta nghĩa là đột nhập. Và nhớ là đột nhập ở đây của chúng ta là đột nhập kiểu hợp pháp, theo kiểu ai nhỉ? Cảnh sát đúng không? Công an. Rồi, break down là hỏng xe. Break up là chia tay. Chia tay. Được chưa? Break off là tan vỡ đối với tiệc tùng của hội nghị. Tan vỡ với tiệc tùng hội nghị ạ. Rồi, thì câu này đáp án chính xác ra sẽ là gì?
mà Mary gặp người chồng thứ hai không lâu sau khi mà cuộc hôn nhân đầu tiên của cô ấy bị làm sao, bị tan vỡ đúng không? Broke up, người ta dùng đã là hôn nhân thì người ta dùng broke up, chia tay, nói chung là cứ đến yêu đương hoặc là hôn nhân cưới xin gì đấy thì nó sẽ là broke up. Thế rồi rồi tiếp câu số 13, đi sai còn tu vớp rồi, đang đi không thể sai được đúng không? Câu tiếp cái gì? Đương nhiên đây sẽ là gì? The first time, lần đầu tiên. The third time, từ từ. The third time là lần thứ ba. The first time là lần đầu tiên. The second là lần thứ hai. The fourth là lần thứ tư. Bốn lần cơ mà. Nhưng người ta nói là gì? Ba chấm sẽ là thành công cho Ủy ban đấu thầu Olympic mùa đông của Hàn Quốc, đúng không ạ? Đây là nó là một cái gọi là thành ngữ quá tam vào bạn. Quá tam, tam là ba đúng không? Nó sẽ là third time is a charm. Đấy, gạch cả cụm từ đấy vào trên đề bài ấy. Third time is là worth a charm. Là quá tam vào bận. Đó đây. Đấy. Third time worth a charm. Xong lấy bút đọc. Câu tiên này, Hạnh sẽ hoàn thành will. Will là tương lai, thì tương lai thì đi với hiện tại thôi. Đó vào đây. Câu số 16 này, cái ngôn ngữ này nó belong to, tức là phụ thuộc vào rất là mọi người. Cho nên hầu như mọi người đều có quyền để ba chấm cái quan điểm về nó. Thì đây mình có express, đây có nghĩa là thể hiện. Have thì là có rồi đúng không? Và mình có một cụm từ phải nhớ nhá. Hold an opinion on. Hold an opinion on. Hoặc là about. Hold an opinion on hoặc là about, tức là sẽ có quan điểm về cái gì. Hold an opinion. Rồi. Câu số 17 nha. Câu 17 thì ở đây mình có từ next month. Thế next month thì phải tương lai rồi, tương lai thì có hai đáp án là A và C đúng không? Nhưng mà cái cửa hàng này thì nó không thể tự mở được, nó phải sẽ được mở, tức nó phải là bị động. Và bị động thì nó phải có to be và phần thứ hai. Đáp án đây. Đây nha, câu tiếp này. Người phụ nữ lo lắng về việc du lịch của con trai mình bởi vì có quá nhiều. Ở đây mình thấy là thứ nhất nhá, the women ở đây nó là chủ ngữ rồi. Thế là mình thiếu sẽ một động từ đúng không? Thế động từ thì phải chia bình thường thôi. Tức là nó sẽ là worries, thế messy. Nhá. Thế nếu mà chia worrying là sai. Vì sao? Vì câu này nó có hai vế khác nhau nhá. Cái vế because nó là một vế câu khác hoàn toàn. Còn vế câu kia là một vế câu khác. Nó không liên quan đến nhau. Thì cái vế đằng trước của chúng ta là woman nó là chủ ngữ, nó thiếu một động từ. Thì phải động từ chia ra khỏi. Nhá. Đấy. Because nó là một mệnh đề khác rồi nha. Chứ đừng tưởng là thấy đằng sau có từ is là động từ rồi. Xong rồi chọn in là chất giả đấy. Nào, số 19. Remove, tức là cởi bỏ những cái gọi là footwear, tức là giày dép. Đúng không ạ? Trước khi mà bước chân vào nhà hoặc một ngôi đền đi, trước khi mà bạn thờ cúng ấy, đúng không? Thì nó như thế nào một cái biểu hiện của sự tôn trọng? Ở đây chúng ta có các cái động từ đúng không? Tức là người ta sẽ yêu cầu chúng ta phân biệt về cái từ loại nó sẽ như thế nào. Thể hiện sự tôn trọng, khiêm tốn và phục tùng. Respect là tôn trọng này. Humility ở đây là khiêm tốn và submissiveness đây có nghĩa là phục tùng. Phục tùng ấy. Phục tùng. Thế thì infer thì nó có nghĩa là suy luận, là rút ra. Infer là suy luận, là rút ra. Tiếp nha. Câu tiếp theo, refer là đề cập tới. Denote là biểu thị. Là thể hiện. Deduce là kết luận. Câu này hợp lý sẽ là đáp án C đúng không? Nó thể hiện, nó biểu thị cái gì? Denote. Nào, số 20. Người ta hỏi là gì? Cái buổi game show tối ngày hôm qua nó diễn ra như thế nào? Người ta hỏi như thế nào? Tức là nó hay hay là nó không hay? Đúng không? Thì mình trả lời tuyệt vời. Đúng không? Đã đi. Tôi đã thu được rất nhiều kiến thức nó.
người ta hỏi là như thế nào, hoặc là như thế nào, chứ không phải là còn câu C lại bảo là, tôi nghĩ nó không phải là một trận game. Thế tại sao lại không đúng? Bởi vì là không phải nghĩ, người ta đang hỏi mình cái cảm nhận của ngày hôm qua cơ mà. Tại tôi nghĩ mà tôi không nghĩ được là vấn đề nha. Tuyệt vời, tôi đã thu được rất nhiều kiến thức về môn diệt sinh học. What did the meeting discuss? Cái cuộc họp này người ta tranh luận về cái gì? Tôi không tham dự bởi vì vấn đề tắc đường. Tôi cũng vậy, tức là tôi cũng vậy, là tôi cũng không tham dự. Thì bản thân ở trên người ta dùng là I didn't attend it, thì nó là phủ gì nhỉ? Phủ định, đúng không ạ? Thì bên dưới mình tôi cũng vậy, phải dùng phủ định, và phủ định sẽ có thể là I didn't either, tao cũng không tham gia. Câu B lại bảo tuyệt vời, câu C lại bảo tao bỏ lỡ cuộc họp, với câu D là tao xin lỗi, tao không thể là sai được. Ở đây tôi cũng vậy, nhưng cũng vậy ở đây là mang tính chất gì nhỉ? Là phủ định, đúng không? Focus on số 22 và số 23 là tìm từ opposite là gì? Trái nghĩa. Focus on là tập trung. Tập trung tức là như thế nào? Trái nghĩa nhá. Trái nghĩa tập trung nghĩa là một ngược cái, ngược với không tập trung ấy là gì? Pay no attention, không chú ý tới. Đáp án B là quan tâm này. Đáp án C là liên quan này. Đúng không ạ? Đáp án D là thể hiện sự yêu thích này. Rồi. Vậy đáp án sẽ là ở đây. Số 23 in charis của mình ở đây là kiểu là khích lệ, là gì, là động viên. Thế thì một cái là khích lệ, động viên, ngược nghĩa nó sẽ là làm cho ai đó nhụt chí. Thế quá dễ rồi, đáp án là gì? Đáp án C. Bây giờ có một số cái từ mới này, đầu tiên là unpardoned, không tồn tại từ này trong từ điển, cho vào để cho nó vui thôi, vì cái từ pardon là xin lỗi nhưng mà nó không có nghĩa gì. Misconstrue là hiểu sai, misconstrue là hiểu sai. Discourage là làm cho nhụt chí. Và impair là làm cho hư hỏng. No. Impair là làm cho hư hỏng. Ở số 24 nhá. Join hand là chung tay, thì chính là work together, đúng không? Làm việc cùng nhau. Thế còn check up thì là bắt đầu một sở thích, từ put up. Put up nó chỉ là dựng lều, dựng trại thôi. Check up là bắt đầu một sở thích. Put up là dựng lều, dựng trại. Là C. Câu tiếp này, dramatically là nhanh và nhiều, tức là kiểu thay đổi nhanh và thay đổi chóng, là kiểu như thế, tăng nhanh nữa. Mình có serious là nghiêm trọng, gradually là dần dần. Significantly là cũng là quan trọng. Và doubtfully là gì nhỉ? Nghi ngờ. Và cái từ thay đổi tăng nhiều, tức là tăng một cách gì nhỉ? Đáng có chú ý, chính là significantly bằng dramatically. Câu 26 nhá. Câu 26 thì khi làm bài, đối với cái bài này thì không cần dịch, và mình sẽ gạch chân. Gạch chân có từ essential là cần thiết. Cần thiết thì sẽ bằng thế nào? Don là không cần là sai rồi. Must là phải. May cũng là có thể. Could cũng là có thể. Cần thiết thì có nghĩa là gì? Là phải nhá. Nhớ chưa? Essential là phải bằng từ must. Cần bị. Câu số 27 này hôm trước đã bị sai con này. Câu 27 nhá thì cứ nghĩa là lúc nào trong bài thi, bài đề, nói chung là đề thi của mình chắc chắn nó sẽ có một câu như này. Lúc nào phải có câu hiện này luôn. Thế nhá, thì cứ có từ last như thế này, 100% sẽ là hiện tại hoàn thành và phủ định. Nhớ là như vậy nha, đó sẽ là bác sĩ. Lúc nào cũng phải là phủ định luôn, và hiện tại hoàn thành chắc chắn là sai một lần thì không bao giờ sai được những lần sau. Nhưng nếu mà không làm nhiều thì không nhớ được đâu. Tiếp, câu tiếp theo này. Câu này thì đầu tiên nhá, mình sẽ có từ will là mình phải đổi, đúng không? Cho nên là câu A và câu B từ will chưa đổi mình sẽ loại đầu tiên. Đúng không? Cái thứ hai, nó vì nó là câu trực tiếp gián tiếp cho nên là cái thứ tự của nó phải là từ để hỏi xong đến chủ ngữ, tức là phải là when rồi đến ai chứ không phải là would ai. Đây không còn là câu hỏi nữa, chân thứ tự phải là chủ ngữ đứng trước động từ đúng không? Đó sẽ là C. Hãy làm bài mà cẩn thận vào. Tiếp câu số 29. Khi mà làm nhiều đề thì mình thấy là cái đề minh họa nó cũng na ná nhau thôi, cho mình chú ý vào. Câu 29 của chúng ta đây là gì? Formally là trang trọng. Còn một từ này formally,
Lúc nào nó cũng sẽ trong một cái bài sửa lỗi sai nó cũng sẽ có một cái từ sai ở cái phần từ loại như này, formerly, mặc dù đã từng là bạn cũ nhưng mà bây giờ chúng tôi trở thành người xa lạ. Như vậy đáp án A, formerly đọc y hệt nhau luôn. Thế ví dụ nha, khi mà mình làm bài sửa lỗi sai mình biết chắc này, thế nào cũng có một câu từ dễ nhầm, thế nào cũng có một câu về thì của động từ, đúng không? Và thế nào cũng có một câu về tính từ sở hữu, thì mình phải nhớ những cái đấy nhá. Câu tiếp, câu số 30. Câu số 30, câu này sẽ giải đáp án baby. Tại sao sẽ đáp y với câu từ last year là quá khứ rồi đây? Đây chính là câu sai về thì, về thời. Nó sẽ là spent, âm tờ. Như vậy nhá, có một câu sai về từ rồi nhá, một câu sai về thì rồi nhá, thì còn thiếu một câu sai về cái gì? Sai về tính từ sở hữu đúng không? Thế trong bốn cái này chỉ có mỗi đáp án D thôi. Sai từ is thôi. The is trở thành từ there, động cơ của chúng. There. Đấy, thấy chưa? Có nghĩa là khi mà mình nắm chắc được là ba câu sửa lỗi sai nó chỉ có thể sai ba cái đấy thôi, hiểu không? Thì mình sẽ có thể loại được những cái đáp án kể cả mình không biết nhá. Mình cũng loại được, khi mà mình làm nhiều đề thì mình sẽ nhận ra cái điều đấy. Tiếp, số 32 này. Ở đây chúng ta có từ hết là hiện tại đơn, đúng không? Cái từ A là hiện tại đơn thì có nghĩa là câu này con trai của tôi thực sự rất là ghét môn toán, những cái công thức gì nhỉ, phức tạp của nó chính là reason, chính là lý do. À, chính là lý do. Vậy thì ý của câu này, nếu như con mà chuyển về câu điều kiện thì con biết là trên đề bài nó nào là từ hết là hiện tại, thì câu điều kiện ngược với hiện tại sẽ động từ sẽ chia quá khứ, đúng không? Thế câu nào sẽ hợp lý? Câu B sai, đúng không? Will là sai rồi. Câu C sai tiếp, A với hết hiện tại là sai tiếp kìa. Câu D và câu B, câu B và câu D đúng không? Thì à, quên câu A, xin lỗi, câu A và câu D. Thế thì dịch câu A là nếu không phải vì những công thức toán phức tạp thì con trai tôi sẽ thích toán rồi. Đấy, câu D là nếu con trai tôi không ghét toán thì công thức toán sẽ phức tạp. Câu này sai nghĩa đúng không? Đó đây. Câu tiếp, gạch chân của từ never. Gạch chân từ never. Và nhớ nha, never sẽ bằng at no time. Thế thì ở đây mình sẽ có hai at no time là A và B. Thế bình thường thứ tự của một câu bao giờ là chủ ngữ đứng trước, đúng không? Nhưng mà bây giờ mà từ at no time đứng trước thì có nghĩa là nó phải đảm ngữ. Đảm ngữ thì phải to be đứng lên trước. Đó vào đây. Ghi nhớ là như vậy. Số 34 thì mình nhìn xuống đáp án này, mình sẽ có từ những từ sau. Rồi án nha. Thì từ đầu tiên chúng ta là place là điểm, đúng không? Điểm faces là các khía cạnh của vấn đề. Cô B nha, faces là khía cạnh của vấn đề. Factor là nhân tố. Còn element là yếu tố. Thế thế thì bây giờ mình sẽ đọc cái câu ở trên cái đề bài đi, thì xem cái câu đấy nó sẽ là cái gì đấy nào. Easier started things at the IT bed. Cái gì được gọi là một con thú cưng lý tưởng? Nếu như nó thì đặc tính gì có thể tạo nên con thú cưng lý tưởng? Có rất nhiều nhân tố đúng không, ảnh hưởng đến sự lựa chọn về một con thú cưng, đúng không ạ? Vậy đó sẽ là C, factor. Tiếp, số 35. Ở đây đầu tiên là mình nhìn từ best, khoanh từ best ở sau chỗ trống đi. Thế thì cái chỗ best ở đây của chúng ta là SC, là số nhiều, đúng không? Mình sẽ loại đáp án A đầu tiên, bởi vì much cộng với danh từ không đếm được, đúng chưa? Little cũng cộng với danh từ không đếm được. Đấy, được chưa? Thì phải cộng với số ít chứ không cộng với số nhiều. Vậy chỉ còn đúng một đáp án là đáp án gì? Baby. Tiếp này, upbringing là sự nuôi dưỡng, maintenance là sự bảo trì, raising là nuôi, em là vàng. Thế xem mấy câu số 37 này người ta nói như thế nào. Đây, how much spare room do you have? Mà phòng trống của bạn có bao nhiêu diện tích? Nó là ổn không nếu như bạn khóa một cái con vật? Hả? À, cô nhầm nhầm, cô ba sao?
Everything must be taken into account. Mọi thứ chắc chắn phải được nhờ xem xét. Từ thức ăn, đúng không ạ? Cho đến cả vấn đề liên quan tới gì ạ? Và giường ngủ nữa. Rồi đến cả vaccine. Thế đang là en, đúng không? En. 37 để reduce là giảm. Là giảm ạ. Đi trên. Đi trên ở đây của chúng ta có nghĩa là kiểu hạ thấp xuống. Confine là giới hạn. Còn close thì biết rồi. Ở đây mình chỉ có một cái cụm từ duy nhất thôi nha, là phải nhớ, đó là confined space, tức là một cái không gian kiểu giới hạn. Có ổn không nếu như bạn nhốt một cái con động vật nào đó đầy năng lượng vào một cái không gian giới hạn, kiểu nhốt vào chuồng ấy. Nó chỉ có một cái thành ngữ như thế thôi, đó là confined space, không gian giới hạn. Đó là gì? Câu 38 thì nó là đại từ quan hệ rồi. Thì muốn biết là cái gì thì mình nhìn một cái từ busy road. Busy road của chúng ta đây là một danh từ, danh từ chỉ vật, đúng không ạ? Thì mình thấy là đây, đọc con này đi. Bạn có sống ở gần cái con đường bận rộn không? Điều đó nó có thể gây hại tới cuộc sống của những thú cưng đấy. Và điều đó là gì? Là cái điều bạn sống ở khu vực đấy. Và điều bạn sống ở khu vực đấy là nó cần một đại từ quan hệ bổ sung cả cho mệnh đề phía trước, thì nó phải là which nha. Đó, đây tiếp này, bài này nói về con gì đây? Cá voi, đúng không ạ? Câu thứ nhất là đâu sẽ là chủ đề tốt nhất để nói về cái bài bài này? Câu A của chúng ta là gì đây ạ? Cá voi là loài động vật thành công nhất, nỗ lực, xin lỗi, nỗ lực giải cứu, successful attempt, nỗ lực giải cứu cá voi thành công trên toàn thế giới. Câu này thì không chính xác, bởi vì câu này là người ta đang miêu tả cái đặc điểm của con cá voi, đúng không? Câu B là một vài điểm giống nhau đáng kể giữa cá voi và loài người, cũng có nói nhưng không thể là ý chính của cả bài được. Câu C là cá voi là loài sinh vật lớn nhất, hiền lành nhất nhưng dễ bị tổn thương nhất. Và câu D là cá voi là loài động vật duy nhất chỉ sống ở nước ấm. Nó không đề cập tới trong bài. Ở đây nha, con thấy này, ở đoạn số 1 thì người ta nói là cá voi là loài lớn nhất, đúng không? Sau đó nó nói tiếp, đoạn số 2 nói là cá voi là loài sống ở dưới đại dương nhưng mà nó rất gần giống với con người, đúng chưa? Đoạn 3 này, khi cá voi gặp nguy hiểm thì mọi thì nó thường như thế nào? Thế có nghĩa là con cá voi là loài động vật lớn, hiền lành nhưng mà dễ bị tổn thương. Đáp án C. Câu 40 là con cá voi này có thể dễ dàng di chuyển ở dưới nước nhờ có cái gì? Cứ vào đây. Tail ở đây là cái gì? Cái đuôi nhá, tail là cái đuôi. Chưa? Flubber đây là mỡ. Mỡ của con cá voi. Đóng cửa cho cô con đang bật điều hòa con này. Tiếp, size là kích thước và đầu. C là đuôi và gì? Da, đúng không? Và câu D là gì nhỉ? Skin and head cũng là gì? Da và đầu, đúng không? Thế đọc cái thông tin ở trên đoạn này, khi nào mà khiến cho con cá này nó sẽ dễ dàng bơi dưới nước hơn? Tail and gì? Tail and skin, đúng không? Ở ngay đoạn nào đấy? Đoạn nào mà nó có thể dễ dàng dễ hơn đấy? Dòng số 3 ấy. À, dòng số 2. Whale have tail. Những con cá này có tail là có gì đuôi, cái mà giống như những cái máy chuyền chèo thuyền và chỉ cần vẩy nhẹ thôi là nó có thể tiến xa, và da của nó rất là smooth, rất là trơn, đúng không ạ? Nó không tạo một cái sự cản trở nào. À, như vậy thì có cả da và đuôi. Như vậy đáp án chính xác và sẽ là đáp án C. Căn cứ theo đoạn số 2 thì tác giả đề cập đến tất cả những cái gì đâu? Nó vào đâu mà cái vào đâu? Đề cập tất cả mọi thứ ra, chỉ ra là cá heo, à cá voi là con rất giống loài người, ngoại trừ thứ nhất nó không bỏ rơi những con bị thương, đúng không, con bị ốm. Câu B là gì nhỉ? Nó không thì migrate, là nó không gọi là di cư từ vùng nước lạnh đến vùng nước ấm hơn. Câu C là chúng sống ở trong một cái khu vực gì nhỉ? Có gia đình, đúng không ạ, và du lịch theo nhóm. Và câu D là những cái con cá nhỏ này thì nó sẽ ở cùng với bố mẹ, đúng không ạ, khoảng 15 năm. Nào, thì câu nào là nó giống, ừ, câu nào là nó giống, nó không giống với con người nhá, người ta bảo nó không giống với con người. Câu nào? Cái đoạn số 2 người ta nói là gì? The young stay with their parents along này. Sống, câu này có thể khẩn trương vào đóng cửa đi, nói nhỏ cho cô đang chữa nốt đề cho anh ấy. Thế thì ở câu này là gì đấy ạ? À, họ không bỏ rơi
chúng không bỏ rơi những cái bỏ rơi những con bị thương hoặc bị ốm á. Đây là cái gì mà nó giống với con người, giống với con người cơ mà, ngoại trừ mà. Đây này, ở đoạn ở dòng số 2 người ta nói là họ sống ở trong gia đình và họ thậm chí là, ô xin lỗi ơi, thế nào rồi con ơi, thế nào rồi con, thế nào rồi con. Thế thì cái câu nói là người ta nói là gì nhỉ? Họ thậm chí là đi theo nhóm khi mà họ di chuyển từ cooler to warmer water, tức là họ di chuyển từ đâu đấy? Từ đâu đấy? Từ nước nước mát đúng không? Sang nước gì? Nước ấm. Nhưng mà cô B lại bảo là họ không di chuyển từ nước ấm sang nước mát. Như đây, they do not mà. Đây là B, đúng không? Tiny là nhỏ, nhỏ là gì? Ấy. Đúng không? Từ dây ở trong đoạn số 3 là cái gì con? Guide là những người hướng dẫn, hole là những cái lỗ hổng, whale là những cái con cá này, và warmer water là nguồn nước ấm. Thì mình đọc cái câu này đi. Họ cắt một cái lỗ, đọc cả cái câu từ trên nhá. They cut a hole, họ cắt ra một cái lỗ để làm gì đấy? Để có thể gì nhỉ? Cung cấp nhiều cái chỗ hổng, chỗ thở đúng không? Cho con cá đúng không? Và những cái lỗ này thì nó sẽ phục vụ như là một cái sự chỉ dẫn cho loài cá voi để mà chúng có thể bơi. Và chúng ở đây chính là gì? The whales đúng không? Chính xác. Rồi bây giờ đến câu 4, nó là nuclear family là gia đình gì đây? Gia đình hạt nhân, tức là có từ một hoặc mấy thế hệ, hai thế hệ đúng không? Ok. Câu thứ nhất là đâu sẽ là ý chính của đoạn văn? Thứ nhất là định nghĩa về gia đình hạt nhân, thứ hai là các loại của gì nhỉ? Gia đình hạt nhân, và cái thứ ba là gì đấy? Component là các thành phần của gia đình hạt nhân, và có đây là mối quan hệ từ trên đến cuối, người ta đều nói là cái gia đình hạt nhân là gia đình như thế nào, thì cái hợp lý ở đây nó sẽ là the definition, tức là định nghĩa của gia đình hạt nhân nha. Nào bây giờ số 45 này, căn cứ theo đoạn văn thì những cái dưới đây sau đây là thành viên để hình thành một một cái nuclear family. Thứ nhất, một người đàn ông và một người phụ nữ. Thứ hai, một người đàn ông và một người đàn ông. Thứ ba là một người phụ nữ và một người phụ nữ đúng không? Và thứ tư là một đứa trẻ, những đứa trẻ với nhau. Thế thì tất cả đều có thể hình thành một gia đình hạt nhân, ngoại trừ thằng nào là không hình thành được, đứa trẻ đúng không? Chính xác. Như vậy đó sẽ là vấn đề đúng không? Trẻ con làm sao mà hình thành gia đình được đúng không? Illuminate đây là gì ạ? Illuminate ở đây là nó nói là gần nghĩa với từ gì? Từ này của chúng ta là sáng, sáng nhé, sáng tỏ. Thì mình có trên là thay đổi này, clarify của chúng ta là clarify là làm sáng tỏ, làm sáng rõ. Improve là cải thiện. Confuse là khó hiểu. Vậy nếu mà làm sáng rõ thì sẽ là đáp án gì? Baby đúng không? Yes. Căn cứ theo đoạn số 3 thì cái nào dưới đây là sự thật? Đã có một vài điểm tương tự giữa tất cả những cái gì nhỉ? Cái gia đình. Chúng ta có từ conjugal ấy, từ đấy hơi mấy cái từ đấy hơi khó. Conjugal ở đây của chúng ta là kiểu dạng là gia đình hình, tức là dưới cái dạng hình thức đơn vị dựa vào hôn nhân, và một gia đình là kiểu cùng huyết thống nha. Một là gia đình dựa vào hôn nhân và có một vài điểm giống nhau giữa gia đình dựa vào hôn nhân và gia đình cùng huyết thống. Gia đình dựa vào hôn nhân thì kiểu bố mẹ mình lấy nhau ấy, còn gia đình cùng huyết thống có nghĩa là kiểu bố đẻ ra con kia, đấy là gia đình huyết thống. Câu B là gia đình dựa vào hôn nhân, phụ thuộc vào hôn nhân để gắn kết các thành viên và họ hàng thân thuộc của nó. Câu C là gia đình cùng huyết thống thì dựa vào cả dòng họ bên bố và bên mẹ để tạo thành nhóm của nó. Và câu D là gia đình cùng huyết thống thì chỉ bao gồm bố mẹ và con cái thôi. Thì mình thấy thông tin ở trên đoạn số 3 ấy. Tin đoạn số 3 nha.
Nào, ok, từ closely related informed nha. Thì người ta nói là gì? Có liên quan chặt chẽ dưới hình thức đơn vị gia đình. Đúng không ạ? Đó là gia đình dựa vào mối quan hệ hôn nhân, conjugal family và consanguineal family, gia đình cùng huyết thống. Hàm ý trong tên gọi của nó thì gia đình dựa vào hôn nhân được gắn kết với nhau chủ yếu bằng sự ràng buộc của hôn nhân và bao gồm có người mẹ, người bố, người cha, và con cái của họ và một số họ hàng gần gũi. Thế câu này đáp án chính xác luôn, đáp án gì luôn? Bố mẹ con cái hoàng gần gũi là đáp án gì? Baby. Baby. Baby nhá. Đọc lại câu baby đi ạ. Câu bi của chúng ta là nó có các thành viên trong gia đình này được chưa? Gắn bó với nhau và họ hàng close relative nhớ chưa? Từ lineage đây nghĩa là gì? Thứ nhất, ancestry. Ancestry đây của chúng ta là dòng họ, là tổ tiên. Generation là thế hệ. Insert là thêm vào. Và incorporation là sự hợp nhất. Ở đây từ lineages bằng ancestries, dòng họ. Đáp án đây. Câu 49 này, từ is ở đoạn cuối đề cập tới cái gì? Thứ nhất là đầu tiên là permanence, vĩnh cửu. Thứ hai là gì nhỉ? Thuộc về tự nhiên. Thứ ba là stability, là tính ổn định. Và thứ tư là gia đình cùng huyết thống. Thì con đọc cái câu số 49 đi. Câu 49 người ta nói cái gì? Cái gia đình có cùng huyết thống này thì nó thì xuất phát từ cái sự ổn định đúng không? Của những cái thì hợp nhất về sự ổn định này cũng như là tự gì nhỉ? Tự nhiên. Và mối quan hệ của nó thì nhấn mạnh cái mối quan hệ của nó chính là mối quan hệ gì? Của cái gia đình gì? Truyền thống đấy, đúng không? Đoán đi ạ. Vậy thì tác giả ngụ ý nói cái gì trong đoạn cuối? Ví như là các cặp đôi đã cưới nhau này sẽ duy trì cái quality, là cái chất lượng của cuộc hôn nhân để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Thứ hai là các thành viên trong mỗi gia đình thì phải bảo vệ cái nền móng của gia đình để có thể bảo vệ được sự ổn định. Câu C là sự vĩnh cửu của những cái gia đình mà huyết thống này thì có thể nhấn mạnh, đúng không ạ? Như là một cái vấn đề trong xã hội. Và câu D là xã hội công nghiệp hóa có thể gây ra rất nhiều cái sự khó khăn cho những gia đình huyết thống. Thì mình đọc đoạn cuối cùng thôi. Đấy, the stability ạ. Đọc đoạn cuối cùng xem nó là cái gì. Cái sự ổn định, đúng không ạ, của những cái gia đình dựa vào hôn nhân phụ thuộc vào chất lượng hôn nhân của chồng. Mối quan hệ được coi là trọng hơn là xã hội công nghiệp hóa, có tính di động cao hơn và đòi hỏi người dân sống phải sống xa người thân của họ. Và các gia đình cùng huyết thống thì có được sự ổn định từ bản chất chia sẻ và tính bền vững của nó, vì các mối quan hệ này nhấn mạnh sự tồn tại của nòi giống. Vậy có nghĩa là các thành viên trong gia đình phải duy trì nền tảng chính của gia đình để có thể bảo vệ cái sự nhỉ, sự ổn định của họ. Vậy đáp án sẽ là B nhé. Rồi, ok, xong. Thì về thì đến với được bao nhiêu câu nhé.